Thử tưởng tượng ấy, nếu như có một vài những cái thói quen đơn giản, rất dễ dàng để áp dụng, nhưng mà lại có thể giúp cho bạn thu nạp được nhiều kiến thức hơn và có cái sự hiểu biết chuyên sâu hơn trong bất kỳ lĩnh vực gì ấy, thì bạn có sẵn sàng để thực hiện nó hay không? Đối với mình ấy, thì tự học là một cái yêu cầu cơ bản, dù bạn là học sinh, sinh viên hay là người đi làm. Nhưng mà học tập ấy, nó không chỉ diễn ra ở trường lớp, hoặc là phải dính liền với các sách vở, với cả một chiếc màn hình máy tính. Thực chất thì mọi trải nghiệm trong cuộc sống đều có thể là một trải nghiệm học tập. Nếu như bạn có cho mình một cái mindset và một số những cái thói quen đơn giản để đưa việc học vào cuộc sống của mình hàng ngày, thì theo thời gian, bạn sẽ có thể tích lũy được nhiều kiến thức và mở rộng được cái vốn hiểu biết của mình. Trong nội dung lần này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một số những cái thói quen để bạn có thể học được nhiều hơn. Những cái thói quen mà bản thân mình đã và đang áp dụng mà mình thấy là nó cực kỳ giá trị nhưng mà lại không được nhiều người nói đến. Nếu như bạn cũng đang trên cái hành trình học tập và phát triển bản thân ấy, thì mình tin là cái nội dung lần này sẽ mang đến cho bạn một vài những gợi ý chất lượng. Và ok, mình cùng bắt đầu nhé. Mình không nhớ là đã chia sẻ điều này hay chưa, nhưng mà cuộc đời mình đã hoàn toàn thay đổi là nhờ cái thói quen đọc sách. Kể từ năm 2018 ấy, khi mà mình thật sự hiểu được tầm quan trọng của sách, thì mình đã ngấu nghiến sách ở nhiều thể loại và nhiều hình thức khác nhau. Và đó cũng đánh dấu một cái giai đoạn mà mình đã có một cái sự chuyển hóa rất là sâu ở bên trong. Thậm chí là đã được nâng cấp hơn rất là nhiều về tri thức so với cả chính bản thân mình ngày trước. Đối với mình ấy, thì việc đọc sách cũng giống như là việc mình đang được trực tiếp học từ những người thành công, hiểu biết và thông thái nhất. Nó giúp gieo vào trong tâm trí mình những cái dòng suy nghĩ mới, tích cực hơn và sắc sảo hơn rất nhiều. Như thể là tâm trí của mình được lập trình và thiết kế lại ấy. Và mình nghĩ là ấy, phần nào chúng ta đều đã ý thức được việc này rồi. Đọc sách rất là quan trọng, sách có giá trị rất là lớn. Nhưng mà đọc ấy, không phải là cái cách duy nhất để bạn có thể nhận được giá trị từ những cái cuốn sách. Bên cạnh đó ấy, còn có một cái dạng thức khác giúp cho bạn tiếp nhận được những cái kiến thức của sách một cái cách dễ dàng hơn. Đó là audiobook hay là sách nói. Nếu như bạn chưa biết ấy, thì audiobook là cái phân khúc có cái sự phát triển nhanh nhất trong thị trường sách trong vòng khoảng 2 thập kỷ vừa qua. Các dự đoán đều cho rằng là tới năm 2030 ấy, thì 1/5 số lượng sách trên thị trường sẽ là audiobook. Cho thấy đây là một cái xu hướng tiêu thụ nội dung mới đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm. Ở nước ngoài ấy, thì cái hình thức này cũng đã phổ biến từ khá là lâu rồi. Mình đã nghe audiobook từ những ngày đầu tiên biết đọc sách. Nhưng mà ở Việt Nam ấy, thì đến bây giờ sách nói mới có những cái sự phát triển mạnh mẽ. Và cái tên dẫn đầu trong lĩnh vực này ấy, đó là Phonos. Phonos có lẽ là cái ứng dụng sách nói tiếng Việt chất lượng nhất mà mình từng thấy cho đến thời điểm này. Với hàng nghìn tựa sách nói có bản quyền ở nhiều thể loại khác nhau và chỉ cần đến một cái khoản đầu tư nhỏ hàng tháng là bạn đã có thể tiếp cận với một kho tri thức khổng lồ như vậy. Trong đây có phiên bản sách nói của một số những cái cuốn mà mình rất là thích, như là cuốn Mastery của Robert Greene, cuốn Think Like a Roman Emperor của Donald Robertson, hay là các cuốn sách về triết học của một tác giả Việt Nam đó là cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Bản thân mình thường hay nghe Phonos khi mà mình tập thể dục. Đây là cái khoảng thời gian mà mình rất là yêu thích, bởi vì là mình như thể là được rèn luyện cơ thể và rèn luyện trí óc của mình cùng một lúc. Và cái điểm mạnh của sách nói ấy, chính là ở cái sự linh hoạt như vậy. Ngoài ra thì bạn có thể nghe sách nói trong lúc nấu cơm, trong lúc dọn nhà, trong lúc nghỉ ngơi trước khi đi ngủ, trong lúc đi xe buýt, đi tàu, đi máy bay. Nhìn chung ấy thì ngoại trừ cái lúc lái xe trên đường ra, thì bất cứ một cái hoạt động nào mà nó không cần bạn phải tập trung suy nghĩ thì nó cũng đều phù hợp để nghe sách nói. Việc này sẽ giúp cho bạn tận dụng và tối ưu hóa được những cái khoảng thời gian ít hiệu suất trong ngày để tiếp nhận được thêm kiến thức. Bản thân mình cũng đã từng nghe không ít cuốn sách dưới dạng sách nói. Và mình nghĩ rằng là giữa sách chữ và sách nói thì cái hình thức nào cũng đều có những cái điểm mạnh và những cái hạn chế riêng. Nếu như mà sách chữ cho chúng ta cái không gian để suy tư, để chiêm nghiệm, để nghiền ngẫm cũng như là giúp cho chúng ta rèn luyện được cái khả năng tập trung của mình, thì sách nói giúp cho chúng ta tiếp thu được kiến thức nhanh hơn và nhiều hơn, cũng như là mở ra cái sự linh hoạt để chúng ta có thể nghe bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Mình nghĩ là việc nghe sách nói sẽ là một cái giải pháp đặc biệt phù hợp cho người mới. Khi mà bạn chưa có kỹ năng đọc quá tốt, hoặc là nếu như bạn nhanh bị phân tâm, nhanh bị buồn ngủ, thì sách nói sẽ giúp cho cái trải nghiệm thu nạp kiến thức này được trở nên dễ dàng và mượt hơn rất là nhiều. Ở góc độ nào đó thì sách nói cũng giống như là podcast, nhưng mà những thông tin được chứa đựng trong sách nói cũng sẽ thường có chiều sâu, cô đọng và hàm súc hơn. Và nếu như mà bạn muốn thử nghiệm với cái hình thức học tập này ạ, thì mình có một vài gợi ý. Cái thứ nhất ấy là bạn có thể kết hợp giữa việc nghe sách nói và đọc sách chữ. Đừng hiểu lầm rằng là bạn phải chọn một trong hai. Tốt nhất ấy là nên kết hợp cả hai để bạn có thể đa dạng hóa được cách thức tiếp nhận thông tin và giúp cho bộ não của bạn được trở nên linh hoạt hơn. Có một cái phong cách học tập được gọi là học bằng cách lắng nghe, hay là auditory learning style. Và việc nghe sách nói thường xuyên ấy sẽ có thể giúp cho bạn phát triển được cái năng lực học tập này. Nếu như có một cái cuốn sách nói nào mà bạn thấy hay á,
thì bạn sẽ có thể tìm mua cái cuốn sách chữ về đọc để bạn có thể cảm nhận nó ở một cái góc độ khác, và ngược lại cũng như vậy. Hoặc thậm chí là bạn có thể đọc và nghe sách nói cùng một lúc. Bản thân mình đã từng đọc một vài cuốn sách theo cái cách này và nó là một cái trải nghiệm vô cùng đặc biệt, bởi vì là mình sẽ có thể tập trung cao độ vào nội dung của cuốn sách và gần như là mọi giác quan của mình đều flow theo nó. Bên cạnh đó thì với Phonos thì tất cả các cái cuốn sách nói đều sẽ có một cái chương đầu tiên miễn phí để mọi người có thể nghe thử xem là nó có hấp dẫn hay không, có phù hợp với mình hay không trước khi mà mọi người đổi thẻ sách để mua. Cái thứ hai á, khi mà mọi người nghe từ các ứng dụng sách nói như là Phonos thì mọi người cũng có thể tùy chỉnh được tốc độ nói nhanh hay là chậm tùy thích, tùy thuộc vào cái khả năng tập trung của bạn như thế nào và cái độ khó của cái cuốn sách đấy ra làm sao. Nếu như nó chỉ là một cái cuốn sách đơn giản hoặc là khi mà bạn đang ôn lại một cái cuốn sách đã đọc ấy thì bạn có thể nghe nó nhanh. Nhưng nếu như là một cái cuốn sách khó, có nhiều thông tin và nhiều kiến thức mới đối với bạn, thì mình hay thường chỉnh tốc độ chậm hơn một chút để có thời gian suy nghĩ. Và cái cuối cùng ấy, đó là nếu như mà bạn lắng nghe một cách chủ động, tức là không phải vừa nghe vừa làm việc khác, kiểu multitasking ấy, thì hãy ghi chú và take note lại những gì mà bạn nghe. Hãy chuẩn bị cho mình một cái file ghi chú trên máy tính hoặc là một cây bút, một tờ giấy để bạn nghe tới đâu ấy là bạn sẽ có thể take note lại tới đấy. Và nhờ đó ấy, mà bạn sẽ có thể hiểu, lưu trữ và ghi nhớ kiến thức ở một cái cấp độ sâu hơn. Gần đây thì mình cũng bắt đầu sử dụng Phonos cho việc nghe thêm ý kiến từ các chuyên gia trong một podcast vừa mới được ra mắt. Một cái hình thức vừa nghe vừa học rất tiện lợi. Nếu như bạn cũng muốn thử nghiệm với cả cái hình thức học tập này á, có một cái tin mừng, đó là Phonos có gửi tặng cộng đồng của Cosmic Writer mã ưu đãi lên đến 30% nếu như mà bạn đăng ký theo gói hội viên 5. Bạn có thể sử dụng cái dòng code sau hoặc là trực tiếp đăng ký ở cái đường link mà mình sẽ để bên dưới nhé. Có một cái thói quen cực kỳ quan trọng nhưng mà mình lại thấy là nhiều bạn trẻ ở Việt Nam chưa biết cách để tận dụng, đó là việc đặt câu hỏi. Có lẽ là bởi vì ngày xưa chúng ta đi học ấy thì chúng ta thường không được khuyến khích để làm việc này. Việc đặt câu hỏi về một cái vấn đề nào đó ấy, khiến cho chúng ta sợ, như thể là mình đang để lộ ra cái sự thiếu hiểu biết của mình. Chúng ta sợ người khác sẽ nói rằng là có thế mà cũng phải hỏi. Và ở trên lớp ấy thì người đặt ra câu hỏi thường sẽ là giáo viên, còn chúng ta mới là cái người phải trả lời. Nhưng mà từ trải nghiệm của mình ấy, thì mình thấy là việc đặt câu hỏi là một cái thói quen học tập cực kỳ giá trị, thậm chí là quan trọng hàng đầu. Bởi vì là nó sẽ thể hiện hai điều. Cái thứ nhất ấy, là chúng ta biết tự nhận ra những cái lỗ hổng trong sự hiểu biết của mình. Chúng ta không chỉ hài lòng với những thứ đã biết mà biết tò mò về những thứ chưa biết. Cái thứ hai ấy, là chúng ta không ngại đối diện với cả những cái lỗ hổng đó để đi tìm câu trả lời. Tất nhiên ấy, là bằng một cái thái độ chủ động và khiêm nhường và sẵn sàng để tiếp nhận thêm tri thức mới. Nếu như biết tận dụng những câu hỏi ấy, thì bạn sẽ có thể tối đa hóa được cái tiềm năng học tập từ chính những mối quan hệ xung quanh mình, từ bạn bè, từ các anh chị em đi trước, hay thậm chí là những cái người thought leaders trong các lĩnh vực nếu như mà bạn có khả năng để tiếp cận với họ. Mình luôn tin rằng là ấy, ai cũng đều có những điểm thú vị để chúng ta học hỏi, từ câu chuyện, từ góc nhìn, từ trải nghiệm của họ, miễn là chúng ta có cái sự quan tâm để mà hỏi và sau đó là biết lắng nghe, biết đối chiếu với chính trải nghiệm của mình để có một cái sự sàng lọc. Hoặc bên cạnh đó ấy, bạn cũng có thể tận dụng những câu hỏi trên Internet. Mình vẫn luôn nói rằng là gì? Ngày nay thì kiến thức ở trên mạng ấy, gần như là vô tận. Rất nhiều những vấn đề mà bạn đang có đều có thể được giải quyết chỉ với cả một cái Google Search hoặc là một vài những cái đoạn hội thoại với cả AI. Cái quan trọng là chúng ta có chủ động để làm cái việc này hay không? Có đủ kỹ năng để đặt ra những cái câu hỏi chất lượng hay không? Và thực tế là ấy, tất cả những câu trả lời trong cuộc sống mà bạn nhận được đều sẽ bắt nguồn từ những câu hỏi mà bạn đặt ra. Câu hỏi mà càng sắc sảo ấy, thì cái câu trả lời nó cũng sẽ càng chuyên sâu. Mà như Cao Dung từng nói rằng là to ask the right question is already half the solution of the problem. Việc đặt ra một cái câu hỏi chất lượng ấy có thể xem như là đã giải quyết được một nửa vấn đề rồi. Vậy thì một cái câu hỏi chất lượng là như thế nào? Có 3 tiêu chí mà mình nghĩ rằng là một cái câu hỏi chất lượng ấy cần phải đáp ứng được. Cái thứ nhất ấy, đó là context hay là ngữ cảnh. Khi mà bạn đặt ra một cái câu hỏi ấy, hãy cho người được hỏi hiểu là tại sao bạn lại có cái câu hỏi như vậy. Cái vấn đề mà bạn đang gặp phải là gì? Cái mà bạn đang muốn giải quyết là gì? Chẳng hạn ấy, cùng cái câu hỏi là làm sao để viết tốt hơn? Nhưng mà đối với cả một người viết copywriting và một người viết sáng tác văn học thì đấy là hai cái vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nên là ấy, thay vì đặt ra một cái câu hỏi lửng lơ thì hãy cho người được hỏi hiểu là cái câu hỏi đấy nó đến từ đâu. Cái thứ hai ấy, đó là clarity hay là cái sự rõ ràng. Hãy cụ thể hóa cái câu hỏi của mình, càng rõ ràng và cụ thể càng tốt. Bởi vì kinh nghiệm của mình là ấy, khi mà bạn đặt ra một cái câu hỏi chung chung thì cái câu trả lời mà bạn nhận được ấy, nó cũng sẽ chung chung. Chẳng hạn ấy, thay vì hỏi là làm sao để vượt qua sự trì hoãn, hãy cụ thể hóa nó với chính cái trải nghiệm của bạn, rằng với một người đi làm full time và có một cái cuộc sống rất là bận rộn ấy, thì làm sao để chúng ta có thể sắp xếp được thời gian cho việc đọc sách.
Và cái cuối cùng ấy, đó là openness, tức là cái sự cởi mở. Hãy tránh việc đặt ra những cái câu hỏi đóng, dạng như kiểu là đúng hay sai, có hoặc không, bởi vì là nó sẽ chỉ xác nhận lại một cái điều gì đó mà bạn đã biết, chứ không mở ra cho bạn một cái điều mà bạn chưa biết. Chẳng hạn ấy, dạo trước có một bạn blogger khá là nổi tiếng đặt ra cho mình cái câu hỏi rằng là với một người từ trước đến giờ chỉ viết, thì để bắt đầu làm nội dung video podcast như là mình đang làm bây giờ ấy, thì đâu là những cái câu hỏi mà bạn ý nên tự hỏi bản thân mình. Một cái câu hỏi rất là thông minh, khiến cho mình phải vắt óc suy nghĩ, và nó cũng mở ra rất là nhiều vấn đề. Trải nghiệm một vài năm đi học ở Úc ấy, cũng giúp cho mình nhận thức được rõ ràng hơn cái tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi. Trình độ của các sinh viên ấy, họ khác nhau ở cái chỗ không phải là họ đã biết những gì, mà là họ muốn biết những gì. Và thứ mà họ muốn biết ấy, được thể hiện qua những câu hỏi. Trong đầu ai mà có nhiều câu hỏi ấy, cũng như là có một cái sự chủ động để nghiên cứu, khám phá, tìm hiểu, thì đó sẽ là những người có kết quả tốt hơn về lâu dài. Vậy nên ấy, điều mà mình muốn nói ở đây là hãy đặt câu hỏi nhiều hơn và hỏi những cái câu hỏi chất lượng hơn. Hãy biến việc đặt câu hỏi trở thành một cái thói quen trong cuộc sống, để bạn có thể liên tục khám phá được những cái kiến thức mới, liên tục mở rộng được cái vốn hiểu biết của mình. Nếu như nghe đến đây mà bạn cảm thấy muốn thử nghiệm luôn ấy, thì bạn có thể bình luận cho mình một cái câu hỏi ở bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng để dành ra thời gian trả lời, và thậm chí là có thể sẽ cho bạn một cái nhận xét về cái câu hỏi đó. Một cái ý thứ ba mà mình muốn nói ấy, nó không hẳn là một cái thói quen mà gần như là một cái phương pháp nhiều hơn. Đó là học từ chính trải nghiệm thực tế của bạn. Hay nói cách khác ấy, là học bằng việc thực hiện một cái dự án nào đó. Khi mà bạn học bất kỳ thứ gì ấy, thì cái việc trực tiếp áp dụng nó trong một cái hoàn cảnh thực tế chính là cái cách tốt nhất để bạn biến cái thứ mà mình đã học trở thành một phần của mình. Kiến thức và kỹ năng mà nó không có cái tính ứng dụng trong cuộc sống ấy, thì nó không có nhiều giá trị. Như là với mình ấy, thì cách đây gần 3 năm mình bắt đầu làm nội dung trên YouTube với một cái tâm thế là vừa học vừa làm đến đâu là học đến đấy. Mình không kỳ vọng là sẽ ngay lập tức nổi tiếng hay là thành công, mà chỉ đơn giản xem đây như là một cái thử thách mà mình tự tạo ra cho bản thân, một cái dự án cá nhân để mình có cái cơ hội được học những thứ mà mình muốn học. Chẳng hạn ấy, cái việc phải tạo ra nội dung mới mỗi tuần cho mình cái cơ hội để được tìm hiểu và nghiên cứu về những cái chủ đề mà mình quan tâm, về tâm lý, về triết học, cũng như là được rèn luyện ở bản thân mình cái sự kỷ luật và kiên trì. Việc phải nói trước camera như thế này ấy, cũng giúp cho mình rèn luyện được cái khả năng giao tiếp và thuyết trình. Việc xây dựng website giúp cho mình hiểu được cơ bản về thiết kế UI UX, cũng như là các phương pháp để SEO. Việc phát triển thương hiệu Cosmic Writer trên các nền tảng mạng xã hội ấy, giúp cho mình hiểu được hơn về digital marketing, về xây dựng thương hiệu cá nhân, về những cái nhu cầu tâm lý của xã hội, cũng như là việc xây dựng và vận hành một cái mô hình kinh doanh độc lập. Và chính nhờ cái quá trình này á, nó đã giúp cho mình học hỏi và phát triển được rất là nhiều, ở cả góc độ về chuyên môn lẫn góc độ về con người. Vậy nên ý, mình mới rút ra một cái đúc kết rằng là 2 năm làm sáng tạo nội dung có giá trị tương đương hay thậm chí là cao hơn so với cả 2 năm học thạc sĩ. Đây có thể là một cái quan điểm hơi ngược đời một chút, nhưng mà nó thật sự đúng với mình. Việc học từ thực hành như vậy, trong giáo dục ý, được gọi là cái phương pháp Project Based Learning, nghĩa là học từ một dự án. Đây là một cái phương pháp học cực kỳ giá trị, bởi vì là nó sẽ, thứ nhất là giúp cho bạn có cái cơ hội để được thật sự áp dụng những gì đã học, để bạn có thể hiểu sâu hơn các kiến thức và thành thục hơn các kỹ năng khi trực tiếp áp dụng nó trong những cái bối cảnh thực tế. Cái thứ hai á, là nó sẽ rèn luyện được cho bạn cái problem solving skills, hay là cái tư duy giải quyết vấn đề. Khi trực tiếp thực hiện một cái dự án ấy, thì tất yếu là bạn sẽ gặp phải những cái vấn đề mà trước đó bạn chưa thể biết, những cái vấn đề mà không ai nói đến trong sách vở. Và đó cũng chính là khi mà bạn rèn luyện được cho mình cái sự linh hoạt và cái sự chủ động tư duy của mình. Bạn cũng sẽ học được những cái kỹ năng liên quan đến project management hay là quản lý dự án. Bạn sẽ biết cách để phân bổ thời gian và năng lượng của mình làm sao cho hợp lý, để có thể vận hành, triển khai và đưa một cái ý tưởng trở thành hiện thực. Và cuối cùng ấy, là bạn cũng sẽ tự xây dựng được một cái thứ gì đó của riêng mình, một cái sản phẩm hữu hình để minh chứng cho cái năng lực của bạn. Hay như mình ấy, với cái kênh YouTube này mà mình đã xây dựng trong vòng khoảng gần 3 năm qua ấy, thì nó còn có thể được xem như là một dạng tài sản kỹ thuật số. Nếu như đây cũng là cái cách học mà bạn cảm thấy là phù hợp ấy, thì cái gợi ý của mình là bạn hãy tìm lấy cho mình một cái công việc nào đó để làm, một cái dự án nào đó có ích, có giá trị và có ý nghĩa đối với bạn. Nếu như nó phục vụ cho cái sự phát triển của bạn trong sự nghiệp ấy, thì càng tốt. Bởi vì là khi đó thì bạn cũng sẽ có cái sự phát triển với những kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Và mình tin ý, là trong cái quá trình mà bạn làm nó, bạn loay hoay, bạn vật vã và bạn kiên trì với nó, thì bạn cũng sẽ học được những cái tư duy và những cái kinh nghiệm cực kỳ giá trị mà không có trường lớp nào dạy được. Và cuối cùng ý, thì mình chỉ muốn nhấn mạnh cái thông điệp rằng là việc học không phải chỉ diễn ra ở trường lớp. Bất cứ khi nào mà bạn có cơ hội để được thu nạp thêm kiến thức mới, để áp dụng những cái kỹ năng của mình, hay là để giải quyết những vấn đề mà bạn chưa từng đối diện ấy, thì đó đều có thể là một cái trải nghiệm học tập.
Vậy nên là hãy có cho mình một cái mindset cởi mở về việc này. Khi bạn hiểu rằng là ấy, mọi thứ bạn làm đều sẽ thay đổi bạn theo một cái cách nào đó, thì bạn có thể học và phát triển bản thân mình từ những cái việc vô cùng đơn giản, những cái thói quen mà bạn có thể dễ dàng áp dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như là nghe sách nói, học cách để đặt ra câu hỏi nhiều hơn và áp dụng những cái kiến thức của mình trong một cái dự án thực tế. Ngoài ra thì còn một vài những cái thói quen khác nữa mà mình chưa chia sẻ được hết trong cái nội dung lần này. Chẳng hạn như là học từ những người mentors, những người thought leaders, hay là việc hình thành cho mình cái thói quen để ghi chép lại tất cả những gì mà bạn đã học. Nhưng mà có lẽ mình sẽ chia sẻ sâu hơn vào một dịp khác. Và ok, cuối cùng thì rất là cảm ơn bạn đã ở đây và đã dành thời gian để nghe mình chia sẻ. Hy vọng là bạn đã rút ra được một cái insight hay là một cái gợi ý nào đó chất lượng từ cái nội dung lần này. Nếu như cảm thấy có ích ý, thì đừng quên bấm subscribe channel để được cập nhật thêm những nội dung mới nhé. Rất là cảm ơn bạn và hẹn gặp bạn ở một nội dung khác.